Kênh Cơm Bốn An xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món cháo thịt bằm thơm ngon bổ dưỡng, chia sẻ đến các bạn công thức và cách làm nấu cháo thịt bằm ăn để giải cảm hoặc là các bạn nấu cho các bé nhà ăn nha. Cách nấu đơn giản, mời các bạn xem qua phần nguyên liệu nấu nha. Và đây là các nguyên liệu nấu nha, thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Mình mua 300g thịt bằm nha, hoặc là thịt nạc xay các bạn. Mình mua rồi xay ra, có nạc có mỡ ăn nó đỡ sạm hơn. Bên đây thì mình có nửa chén gạo nha. Gạo thì mình đã vo và vắt ráo nước rồi. Nửa chén á, nhưng mà khi mà vo nước ra thì nó sẽ nở lên chỗ này các bạn, nên các bạn nhìn nó hơi nhiều hơn nửa chén, chứ mình sử dụng nửa chén thôi nha. Gạo thì mình đã vo 2 lần nước rồi, mình để ráo tí mình đem đi rang. Còn bên đây thì mình có 1 ít hành lá, 1 ít ngò rí và chanh và ớt để ăn kèm nha, và vài củ hành tím và vài tép tỏi nha các bạn, và một số gia vị nêm khác nha. Thì trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình tỏi và hành tím thì các bạn băm nhỏ ra. Và bên đây thì ngò rí mình cũng cắt nhỏ ra, hành lá sắc nhỏ luôn. Và chanh các bạn cắt lát để tí mình vắt vào mình ăn. Ớt các bạn cắt nhỏ ra để mình cho vào mình làm nước mắm nha. Thì các nguyên liệu mình chuẩn bị xong rồi nè. Trước tiên thì các bạn cho nửa phần tỏi băm và nửa phần hành tím để mình ướp phần thịt cho nó thơm nha các bạn. Ướp phần còn lại thì để lát mình đem phi thơm nha. Các bạn nêm vào đây 1 muỗng hạt nêm, 1/3 muỗng đường nha, và 1/3 muỗng tiêu xay. Giờ thì mình trộn đều gia vị lên để thịt được thấm gia vị nha các bạn. Và mình để thịt qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi rang phần gạo nha, để nấu cháo á, hạt gạo nó nở ra được ngon hơn nha. Gạo thì mình để ráo nước rồi nè các bạn, hạt gạo cũng tơi ra rồi. Thì mình cho vào, rồi mình bật lửa lên và mình rang thôi. Rang phần gạo này thì mình mở mức lửa trung bình thôi. Các bạn rang cho tới khi mà hạt gạo nó trong mà nó chuyển thành màu trắng đục các bạn thì được rồi nha. Rang gạo hôm nay thì giúp khi mà mình nấu cháo á, hạt gạo được nở ra, nồi cháo nhìn ngon hơn và rút ngắn thời gian nấu lại nha các bạn. Mình rang chút xíu thôi, không có mất nhiều thời gian đâu. Thì mình rang cũng xong rồi nè. Hạt gạo chuyển màu trắng đục này là được nha các bạn. Đừng rang cho vàng nha. Nấu nồi cháo nó có màu không được đẹp đâu. Và mình cho dầu ăn vào, cho phần tỏi và hành tím còn lại để mình phi thơm. Rồi thì hành tím và tỏi thơm lên rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho phần thịt băm vào nha các bạn. Mình sẽ xào cái phần thịt này cho nó chín nha. Để xào phần thịt băm không bị dính lại với nhau á và rời rạc ra các bạn, thì mình sẽ dùng đũa. Rồi các bạn xào qua xào lại cũng này nè. Chút nữa là thịt sẽ chín và rời rạc ra rất là đẹp mắt nha các bạn, không có bị đóng cục lại đâu. Thì mình xào chút xíu là thịt nó sẽ chín nè. Phần thịt băm thì mình xào lần nãy giờ cũng chín được 80% rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Thì tí mình sẽ cho vào nồi cháo để mình nấu cho nó được ngọt và ngon nha. Không nấu chín quá để tí thịt nó bị sạm nha các bạn. Thì lúc này các bạn bắt lên 2 lít nước và đun sôi. Sau đó cho gạo đã rang lúc nãy vào để mình nấu cháo nha các bạn. Rồi mình dùng đũa và khuấy đều lên để hạt cháo tơi ra không dính dưới đáy nồi nha. Và bây giờ mình sẽ mở lửa lớn lên mình nấu cho đến khi mà hạt cháo nó nở ra nha các bạn. Và mình nấu thì không đậy nắp để cháo không bị trào ra ngoài nha. Thì nấu nãy giờ cháo của mình nó nở ra cũng được rồi nè các bạn. Nồi cháo lúc này nở ra rất là đẹp mắt và ngon nè. Hạt gạo đã bung ra hết rồi. Và nồi cháo trắng không bị vàng. Thì bây giờ các bạn cho thịt băm đã xào lúc nãy vào nha. Để nồi cháo nấu xong mà có màu trắng đẹp mắt và ngon như này thì các bạn nhớ cái khâu rang gạo á, thì các bạn lưu ý đừng rang để mà hạt gạo nó vàng nha các bạn. Thì các bạn nấu nồi cháo nó sẽ bị có màu nâu á và nó sẽ có cái mùi hơi bị khê như các bạn nấu cơm vậy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ giảm lửa nhỏ lại và nêm cháo cho vừa ăn nha. Mình cho vào đây là 1 muỗng muối nha, và 1 muỗng rưỡi đường, 1/2 muỗng bột ngọt,
và một muỗng nước mắm cho nồi cháo mình nó được thơm ngon nha. Và mình đem vào đây thêm một ít tiêu nữa, khoảng tầm 1/5 nha, để nồi cháo được thơm ngon và ăn cho nó giải cảm. Rồi mình cho vào đây thêm một ít hành lá và ngò rí luôn, để nồi cháo được thơm ngon hơn. Bây giờ mình trộn đều lên cho gia vị nó hòa tan nha. Rồi các bạn nêm lại cho vừa khẩu vị của gia đình mình nha. Nếu mà mình nấu cháo cho người lớn tuổi hoặc là người bệnh ăn để giải cảm á, thì các bạn nêm tiêu vào ăn cho ngon nha. Còn nếu nấu cho các bé á, thì các bạn không cần cho tiêu nha, để các bé dễ ăn. Và phần ớt lúc nãy mình cắt á, thì mình sẽ cho vào nước mắm để ăn cùng với cháo nha. Thì cháo thịt bằm mình đã cho ra tô rồi nè, thì ăn kèm với nước mắm nè. Và chanh thì chanh vắt vào ăn nó sẽ dịu cái món cháo, ăn rất là ngon nha các bạn. Mình sẽ cho vào cháo một chút xíu mắm ớt nha, và vắt thêm một miếng chanh, ăn nó sẽ rất là ngon. Các bạn nấu cái món cháo thịt bằm theo công thức mình chia sẻ này nha, ăn nếu cảm nhận ngon á, thì để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và nếu nấu các cái món cháo khác á, thì mình sẽ để đường link của video ở bên dưới phần mô tả, các bạn nhấp vào đó mà xem nha. Và món cháo thịt băm á, thì mình cũng đã chia sẻ đến cho các bạn xong. Chúc các bạn nấu món ăn thành công và ngon miệng nha. Đừng quên nhấn like, chia sẻ video và bấm nút đăng ký kênh bên dưới nha. Nhấn chuông bên cạnh để nhận thông báo video sớm nhất từ combo món ăn nha các bạn. Và nếu các bạn thấy yêu thích kênh á, thì có thể tặng cho kênh một chút tình cảm bằng cách nhấp vào hình trái tim bên dưới video á, để tặng cho kênh nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh và theo dõi. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.